Choáng váng tập tụ vỡ cắt của quý của chồng để đeo cổ. Tại một số vùng đất xa xôi của Tasmania, vẫn còn giữ tập tục các quả phụ sẽ phải cắt cậu nhỏ của người chồng quá cố, đem phơi khô, rồi đeo miết trên cổ như một lá bùa hộ mệnh, cho tới khi tìm được người đàn ông mới để kết hôn. Theo quan điểm của người dân Tasmania, chiếc vòng cổ làm từ cậu nhỏ đã được phơi khô giống như một lá bùa hộ mệnh để bảo vệ những người phụ nữ khỏi những nguy hiểm trong cuộc sống sau khi người chồng của họ ra đi. Đặc biệt những người vợ không may có chồng mất trước sẽ phải đeo lá bùa này cho đến tận khi tìm được người đàn ông mới cho đời mình. Đồng thời họ chỉ được phép ngắm nhìn chiếc bùa hộ mệnh từ củ quý của người chồng mà không được gây tác động nào làm ảnh hưởng đến nó. Tasmania là một hòn đảo ở phía đông nam của nước Úc, nơi đây được đánh giá là hòn đảo của nguồn cảm hứng với môi trường thiên nhiên rộng lớn và hoang dã. Khoảng 37% diện tích của đảo Tasmania là các khu bảo tồn thiên nhiên, công viên quốc gia hay những địa điểm di sản thế giới. Có lẽ chính điều đó cũng khiến cho ở Tasmania còn lưu giữ tục lệ hết sức độc đáo về chuyện nam nữ. Ở Tây Tạng cũng tồn tại những phong tục cổ về sex tương tự. Các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông. Họ sẽ mất nhiều ngày chờ đợi để tìm gặp những người qua đường, cô hết sức làm người lạ thỏa mãn. Sau đó xin người tình một vật kỷ niệm để chứng minh cho các vị già làng nghiêm khắc rằng chuyện ấy đã diễn ra không dưới 20 lần, xét theo số vật kỷ niệm.